100 giây rực rỡ. Hai cô gái Hồng Thảo và Thanh Thanh vẫn còn đang rất hồi hộp bởi vì chưa biết điểm mà khán giả ở đây dành tặng cho họ là bao nhiêu. Còn hiện nay, điểm mà cao nhất á, tính đến thời điểm này đang thuộc về các bạn của nhóm Taekwondo là 133 điểm. Mình xem coi hai cô gái của chúng ta có vượt qua được con số này hay không nha. Trong 100 giây đầu tiên, bao nhiêu người đã bình chọn cho cặp đôi Hồng Thảo Thanh Thanh? Xin mời. Năm mươi mốt người đã bình chọn cho Hồng Thảo và Thanh Thanh. Và 100 giây sau cùng, bao nhiêu người đã bình chọn? Bắt đầu. 33 người. Như vậy là tổng số điểm khán giả bình chọn cho Thanh Thanh và Hồng Thảo là bao nhiêu? Một trăm lẻ chín phẩy năm điểm. Như vậy là đội có điểm số cao nhất sẽ giành giải thưởng trị giá 20 triệu đồng. Đó chính là đội Taekwondo. Xin chúc mừng các xin bạn. Xin chúc mừng. Một trăm vỗ tay nữa dành tặng cho các thành viên của đội Taekwondo cũng như là tất cả các bạn đã tham gia vào chương trình 100 giây rực rỡ ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và thực ra các bạn còn lại chúng ta vẫn có cơ hội, bởi vì sau những tập phát sóng đầu tiên của chúng tôi sẽ chọn ra những bạn có số điểm cao nhất từ trên xuống dưới và chúng ta sẽ góp mặt ở vòng trong của 100 giây rực rỡ nha. Đến đây thì chương trình 100 giây rực rỡ xin được phép kết thúc. Chương trình sẽ phát sóng vào lúc 21 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh VTV3. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tuần sau. Hẹn gặp lại. Vậy chúng ta đã đi gần hết quãng đường 100 giây rực rỡ với những tiết mục vô cùng ấn tượng. Let's Dance 2018, màu sắc mới lạ. Taekwondo mạnh mẽ, sôi động. Liên Ly tình cảm nhẹ nhàng. Xuân Thảo Đình Lộc yêu thương và nước mắt. Lam Thông lạ lẫm và mới mẻ. Tất cả sẽ có trong tập bán kết bảng B tập 12 chương trình 100 giây rực rỡ, được phát sóng vào lúc 21 giờ ngày 14 tháng 12 năm 2018 trên kênh VTV3.